Dĩa thịt khìa ngon quá cả nhà ơi. Xin chào cả nhà. Mình mới xuống quê mẹ mình cả nhà. Mẹ mình cho cá ăn thức ăn là bằng mít. Nhà của mẹ mình trồng mít nhiều lắm cả nhà. Đó bây giờ có cái mẹ mình cho cá ăn. Mẹ mình 80 mấy tuổi mà còn mạnh lắm cả nhà ơi. Làm hoài không chịu nghỉ cả nhà, nó nghỉ bệnh nên đi làm lai gai vậy hoài vậy đó. Em dâu mình khìa thịt đến hồi cúng bánh tráng ăn nè cả nhà. Làm gỏi với củ cải trắng. Em dâu mình xắt thịt để chút xíu nữa trộn gỏi cả nhà. Thịt khìa. Hộp bánh ướt nè cả nhà. Mình để ra dĩa cho mẹ mình dùng luôn. Cả nhà thấy bánh ướt ngon không cả nhà? Thịt khìa ngon quá cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng gỏi cuốn thịt khìa với mình nha. Má ăn bánh ướt đi má. Má ăn thử coi ngon không? Bánh ướt này con mua ngon quá ngon. Lâu lắm mới xuống mua được cho má ăn đó. Cho biết. Ăn cơm lại con ơi. Mẹ mình không có ăn ớt được thành ra nước mắm nha. Nước mắm không có để ớt. Má ăn bánh ướt thấy ngon má được không má? Bánh ớt con mua này ngon quá. Má ăn nhiều nhiều đi má. Má ăn ngon. Má ăn ngon, má ăn nhiều đi má. Má mình nói chuyện nhỏ, má mình không không có nghe được á các bạn. Phải nói lớn lên. Nhưng Bị mà lớn tuổi rồi cái nghe nói chuyện đây. nhỏ Đây nghe là không cái gì rõ. hả? Ăn lúc gì đi học? Để mình quay lại cảnh thôn quê của quê mình cho các bạn cùng xem nha. Đây có hai chiếc xuồng nè các bạn. Bin ơi, xuồng này để làm gì vậy Bin? Xuồng này để chở trái cây này kia. À, cháu mình nói xuồng này để chở trái cây á cả nhà. Đây vườn của mẹ mình nè cả nhà. Mít nhiều lắm các bạn ơi. Mít này kêu bằng mít Thái. Mà mùa này mình nghe em dâu mình nói rẻ lắm các bạn. Mít rẻ. Này là mít mít này còn nhỏ.
Nhà mẹ mình có trồng dừa nữa nè cả nhà. Ôi trái mít này lớn lớn chắc gần chín rồi quá. Ủa lấy cây chổi chi vậy chị tá? Chỗ cho nó đừng gãy nhánh, bị nó cháy nó để ngoài nhánh nè. Chị đó ha. Ừ, chỗ cho nó đừng gãy nhánh. Mít này nó gần lớn rồi, nó gần già rồi các bạn. Gần chín á.